Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ nấu bún riêu. Mình sẽ cho thịt băm khoảng 300g thịt nạc băm ha. Thịt nạc này mình sẽ cho vào xay cho nó nhuyễn thêm nữa. Mình cho một ít hành tím vào đây. Xay ra luôn ha. Rồi, mình cho thịt nạc vào đây xay 300g thịt nạc. Thịt này thì mình mua thịt người ta cũng xay sẵn rồi đó, cho nên là nó cũng có ít mỡ trong đây. Thêm ở đây là 250g tôm, mình sẽ cho vào mình xay chung luôn. Mình xay thịt với tôm nhuyễn luôn nè. Thịt với tôm mình xay xong rồi, bây giờ thì mình cho gia vị vào ướp ha. Mình cho một ít bột nêm nè. Ở đây thì mình có cái gia vị nấu bún riêu, gia vị nấu bún riêu cua ha. Thì hôm nay mình không có cua nên mình nấu bằng tôm. Mình cho vào đây. Mình cho 2 trứng gà, cho tiêu, mình mang bao tay để bóp cho nó đều ha. Mình cho vào bịch ni lông để lát nữa mình bóp ra cho nó dễ ha. Đây là đậu hũ mình mua người ta bán trong hộp á. Mình thấm bớt nước xong rồi cắt ra chiên. Mình cắt miếng đậu hũ này nhỏ ra để chiên nè. Cái này nó giòn quá cho nên là mình làm bể. Mình băm một ít hành tím để lát nữa xào với cà chua. 3 trái cà chua mình cắt miếng. Đây là rau cần, Staudel celery. Cần này mình bào ra để ăn kèm với bún giống như là rau muống vậy đó. Nó rất thơm và giòn ngon. Đậu hũ này mình chiên lửa lớn nhưng mình thấy rất lâu vàng. Rau cần này hơi khó bào nhưng mà bào nó vẫn nhanh hơn là mình dùng dao cắt. Rau này trong siêu thị Đức ấy, họ bán khá rẻ luôn. Thường là khoảng 1 euro là một cây ấy. Mình bào ra như thế này xong mình ngâm nước muối. Xong rồi trước khi ăn ấy, mình sẽ trụng qua nước sôi.
Bây giờ thì mình cho nước dùng vào đây ha. Nước hầm xương á. Mình nêm vào đây là cái hũ riêu cua này ha. Rồi mình cho một ít mắm tôm nè. Mình lọc lại thì nó có một cái ít cặn. Mình cho đường phèn, cho bột nêm, dầu màu điều, mình cho muối, đây là thịt mình xay với tôm nè, mình cho vào trong cái bao ni lông, cái loại bao dày á, xong rồi mình cắt cái lỗ nhỏ bên dưới, thì bây giờ mình dùng bao tay mình bóp ra như thế này nó rất nhanh luôn. Giờ mình xào cà chua, cho hành tím. Cà chua thì mình xào sơ qua thôi. Viên thịt với tôm chín rồi mình cho đậu hũ vào, cho cà chua, cho thêm một chút màu dầu điều. Mình vớt bọt đi ha. Mình trụng rau cần nè. Rau này thì mình chỉ cần trụng sơ qua thôi. Ăn nó sẽ giòn và thơm. Nhìn giống rau muống bào ha cả nhà. Cái rau này là trước đây mình được một cái chú ở Đức á, chú chỉ cho mình ăn thay cho rau muống. Mình sẽ cắt đôi nấm này mình cho vào. Nấu chín rồi mình mới nhớ ra là anh đi thích ăn nấm nên mình cho thêm nấm, cho hành lá. Vậy là xong rồi bún riêu. Bây giờ thì mình sẽ múc ra tô ăn. Đây là bún khô mình luộc lên. Cho rau cần, giá, ngò gai với hành, ớt. Mình cho thêm một ít mắm tôm. Mình đã làm xong hai tô bún riêu nóng hổi. Tô của anh đi mình cho thêm hành phi. Xin chào cả nhà, bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn bún riêu với tụi mình ha. Hello, xin chào. Hôm nay là lần đầu tiên mình nấu bún riêu đó cả nhà. Thử xem sao ha. Mình cho mắm tôm á, nhưng mà mình không nói với anh đi nha. Yes, 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 no more. Bún riêu. Bún riêu. Yeah. Was heißt Rio dann? Ich kann nicht genau erklären. Ja, mình là quế. Aber du musst gut mischen, gell? Bevor du isst. Weil da gibt die Soße an der Ecke, weißt du? Oh. In der Schale. Oh, ơi. Mình không có rau muống á, nên là mình dùng cái cần này nè. Thì cái cần này mình có ăn với bún bò Huế mấy lần rồi đó. Ngon lắm cả nhà. Chết hiếp. Das ist Staudensellerie. Thử nước. Fleischig von Wasser. Ngon.
Also, diese Bällchen ist mit Schweinefleisch okay. und Shrimps. Ach, der Shrimps auch mit drin. Mhm. Ich habe schon gewundert, wo der Shrimps ist. Cái đậu hũ mình mua đậu hũ trong hộp á mà về chiên hoài nó không vàng. Ngon nhé, ngon nhé. Bún thì mình mua bún khô. Trên bao bì thì người ta ghi làm bún tươi. Đó thì cái loại này mình thấy ngon nè. Mua bún khô xong rồi luộc lên á. Also Suppe finde ich auch so gut, also so angebraten ja. mag ich nicht so, aber in der Suppe schmeckt besser. Lecker. Also ich finde die Brühe so gut. Ja. Sehr guter Geschmack. Nước lèo ngon lắm cả nha. Nước lèo có mắm tôm á, nhưng mình không nói anh đi không biết. Das ist Ngorgai, das, wo du sagst, das schmeckt sehr gut. Ja. Machst du essen? Nee, mach ich selber einmal. Das habe ich gesehen. Ha? Gut. Okay. Wir probieren. Mhm. Mình thích cái mùi ngò gai. Hôm trước á, mình mua đồ để nấu bún riêu rồi. À, mình mua rau thơm các thứ. Xong rồi cái mình để hết rau ở ngoài hiên á. Thế là đêm nó xuống âm 10 độ. Rau hư sạch luôn. Rau hư đen thui luôn. Kiểu như là nó đông đá xong rồi cái bắt đầu nó thành úng á. Nó thành úng thế là nó hư hết. Thế là mình lại không nấu bún riêu nữa. Xong rồi hôm kia mình lại đi chợ Châu Á. Xong mình lại mua rau thơm á. Lại mua rau thơm và xong rồi mình cũng để quên. Ở bên ngoài mình để cái túi rau ở ngoài hiên á. Một đêm thì đêm xuống âm 5 độ, xong rồi rau cũng bị rau quế này cũng bị hư hết hết gần nửa bịch luôn, nó bắt đầu nó bị đen đen á, tại vì rau quế nó không có chịu lạnh được, lạnh một chút là bắt đầu nó hư ngay. Andy với Kevin rất thích ăn hành phi. Nên là mình làm thêm hành phi. Đậu hũ này ấy, chiên thì nó không vàng. Nhưng mà ăn thì nó mềm, béo, ngon. Còn cái tô bún riêu còn lại thì mình đổ ra tô. Xong rồi để đây thì nếu mà ai ăn thêm thì chan thêm vào. Tại vì nó cũng nóng á. Ja. Wie schmeckt dir die? Sehr gut. Die Fleischbällchen. Cái viên mình không biết gọi cái này là cái gì. Viên tôm với thịt này nè. Ăn đi nó ngon, ăn đi thích. Mình cho thêm nấm vào tại vì Andy thích ăn nấm. Find the soup better and pho or the like with pho? Schwierig. Schmeckt sehr gut. Mm.
Ihr müsst es vielleicht noch mehr vorher essen, damit ihr weiß, was war besser. Ja, nur das, ne? Ich habe großen Muskeln. Okay. Mhm. Wie schmeckt der Tofu? Gut, ja, super. Ja? Da drinnen schmeckt der besser. Ja. Cái miếng đậu hũ á, ăn nó ngon lắm. Cái đậu hũ này ăn béo ngon. Weil so vor, diese Nudeln, diese flache Nudeln, es gibt verschiedene Teile von Pho. Und das heißt hier Bún. Mhm. Bún ist diese runde Nudeln. Es gibt verschiedene Dinge von Bún. Ja. Bún bò, du hast schon gegessen, ja. Das ist mit Rindfleisch. Ja. Bún riêu, das heißt mit dem hier. Ja. Kann man kochen mit Krabs, mit Krabbe. Ah, korrekt, ja, okay. Oder Shrimps kann man auch machen. Ja. Lẩu gà và ao cút. Kevin không có nhà. À, lát nữa Kevin về thì mình sẽ cho Kevin ăn thử cái bún riêu này. Mùa đông á, mua rau quế này nè. Cũng mà khá mắc. Cho nên là khi mà nó hư á, nó chưa có hư hết. Nhưng mà kiểu như là nó hư lá nào thì mình lặt bỏ lá đó thôi, chứ mình không có bỏ hết. Bỏ hết thì tiếc. Das ist Basilikum. Ja. Yeah. Ja. Aber ja, der andere war gut. Asia, Basilikum. Yeah. Und der andere heißt in Englisch Culantro. Culantro? Ja. Oh, ja, ne, wisst ihr nicht. Aber schon in gut. In Vietnamesisch heißt es Ngọc Gai. Guck, ja. Weil der hat hier Stacheln wie Stacheln. Wie Löwenzahn, sag ich. Früher bei meinen Eltern, die wachsen wild, ganze Wiese. Ja. Und keine isst. Und hier, das ist ganz, ganz schwierig zum Pflanzen. Ja. Das ist, also wenn jemand mit Samen ansetzt, ja. Wenn die wachsen, dann ist wie ein Wunder. Ja. Wie schmeckt dir Bún riêu? Sehr gut, schmeckt sehr gut. War gar, schmeckt ja. Mir am besten, sage ich mal. So gar. Oder mit Fisch, Fischsuppe. Gar? Gar, ja. Es gibt keine Gar, sondern. Ach so. Lau gar. Lau gar, ja, lau gar. Ja. Schmeckt mir am besten, okay. Ja. Dann kommt zum Beispiel Fabor oder ja, das hier, wie heißt das? Bún riêu. Bún riêu, ja. Das ist auch gut. Was schmeckt dir am besten in Bún riêu? Die runden Dinger. Ja. Der Tofu schmeckt mir sehr gut da drin. Ja. Die Soße, wenn die ein bisschen sauer ist. Ja. Und die Zwiebeln haben mir gut geschmeckt. Die Farbe sieht auch schön aus, gell? Also mir gefällt die Farbe hier so, sie ist so ein bisschen so farbenhaft. Ja, so wie Urlaub. Hôm mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt, goodbye, tschüss.